Chào Bến Tre, mến chào quý vị khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang đứng tại xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Và ngày hôm nay chợ Bến Tre tiếp tục review giới thiệu đến quý vị khách hàng một căn nhà mái Thái mới vừa hoàn thiện xong hết quý khách hàng. Nó đã hoàn thiện 100% luôn ha. Nó với diện tích là 116m2, ngang 5, dài 23, có sẵn là 50m2 là đất thổ cư ha. Từ vị trí của chúng ta thì cách đường Võ Nguyên Giáp khoảng là 500m ha. Trong bán kính là 1,5 km, chúng ta đầy đủ các tiện ích ha, gần chợ, gần trường học các cấp ha quý khách hàng. Đó, cách trung tâm thành phố Bến Tre chỉ là 3 km thôi ha. Đường hiện tại quý vị đang thấy là đường đan rộng 4m ha, xe ô tô tới chỗ luôn ha quý khách hàng. Đó, xăng nè, cao hơn mặt nền luôn ha. Đó, được lót gạch luôn ha quý khách hàng. Đó, rất là đẹp luôn. Cửa thì là cửa kéo nè quý khách hàng. Đó, rất là tiện lợi luôn ha quý khách hàng. Đó, tay vào bên trong thì xung quanh thì được xây hàng rào bao bọc ha. Nó phía trước của chúng ta nè, sơn màu trắng ha. Đó, rất là đẹp, rất là sang trọng luôn ha quý khách hàng. Đó, chúng ta tiếp tục vào bên trong. Đây, phần phía trước của chúng ta nè, có sẵn bức tranh luôn nè quý khách hàng. Đây là tranh vẽ ha. Đó, tô điểm cho căn nhà của mình. Đó, đây, cửa hiện tại là cửa nhôm xin pha lọng kính nè quý khách hàng. Đó, bên trong của chúng ta nè, đây là không gian phòng khách ha. Đó, được trang bị sẵn là bộ ghế salon luôn ha. Đó, có bàn luôn nè. Đó, trang bị sẵn bức tranh luôn ha. Có trang bị sẵn rèm cửa luôn nha quý khách hàng. Đó, phía bên tay của chúng ta. Đây là nhựa PVC. Đó, nhựa đá PVC ha. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Bên đây chúng ta là nhựa giả gỗ. Đây là kệ để tivi nè. Đây là không gian phòng khách ha. Trần nhà thì đóng lau phong thạch cao vượt cấp ha. Trang bị đèn led nè. Đó. Đây là phần phong ha. Bên đây chúng ta có thể là trang bị thêm những cây cảnh ha, nó kiển đồ ha quý khách. Đây, qua không gian phòng khách, đây là không gian phòng bếp nè. Đó, cũng rất là rộng rãi luôn nè quý khách. Đó, dán đá ha. Đây, chúng ta dán gạch kiểu luôn nè. Kệ tủ trên, kệ tủ dưới ha. Đó, đây là kệ bếp của chúng ta nè. Đó. Bên đây là chúng ta có lavabo, rửa chén, rửa gạo ha. Bên đây chúng ta có kệ ốp chén luôn ha. Trần nhà thì cũng vẫn là đóng la phong thạch cao vượt cấp, trang bị đèn chùm luôn nè, đèn led nè, rất là đẹp luôn. Tặng luôn bức tranh ha quý khách hàng. Nhà của chúng ta là có hai phòng ngủ ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè, cũng rất là rộng rãi luôn. Đó, chúng ta có chừa khung lấy ánh sáng ha, tặng luôn máy lạnh ha. Đó, hai phòng là tặng hai máy lạnh ha quý khách hàng. Chúng ta tiếp tục qua phòng ngủ thứ hai. Đây, cũng tặng máy lạnh luôn ha. Tường thì dán cao là 1m6 nha quý khách hàng. Sơn màu trắng luôn, rất đẹp luôn. Vị trí này chúng ta để máy giặt theo quý khách hàng. Đó, chúng ta tiếp tục ra phía sau. Đây, lavabo rửa mặt ha, kính ha. Và bên trong của chúng ta phòng vệ sinh tắm có trang bị sẵn là máy nước nóng luôn theo quý khách hàng. Và cuối cùng là sân sau của chúng ta nè. Đó, rất là tiện ích luôn ha. Đó, toàn bộ từ trước ra sau đều là cửa nhôm xin pha lọng kính hết. Và giá rao bán hiện tại là 1,5 tỷ ha quý khách hàng. 1,5 tỷ có thương lượng ha quý khách hàng. Hiện tại thì đang làm hồ sơ xin sẵn số nhà luôn ha. Từ trước ra sau đều là đóng la phong thạch cao vượt cấp hết ha quý khách hàng. Đó, thì quý vị khách hàng xem review đi, tổng thể lại căn nhà ha. Đó, nhà rất là đẹp luôn. Đó, nhà mới xây 100% luôn ha quý khách hàng. Tặng toàn bộ nội thất. Hiện tại chúng ta dọn vào ở ngay ha. Đó, quý vị khách hàng xem review cảm thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu của mình, muốn mua muốn xem thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi ha. Vâng, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi review bất động sản ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng review bất động sản tiếp theo.